Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mỹ Xu Sàn Việt. Ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi là của anh em khi là làm sao để phân biệt được cái bộ guốc phanh sau, bộ má phanh sau của dòng xe Mitsubishi Stone và dòng xe Passport này, hàng xịn chính hãng và thay thế, hàng xịn chính hãng và tốt vỏ Mitsu, hàng xịn chính hãng đấy, hàng xịn chính hãng và hàng rẻ thì nó khác nhau như thế nào, làm sao để phân biệt được, làm sao để khi anh em đi mua hàng chúng ta biết được rằng là chúng ta mua đúng hàng xịn chính hãng hay không, và nhận được có đúng hàng xịn chính hãng hay không, hay là mình ăn quả lừa, chúng ta bỏ ra 1 triệu chúng ta nhận được đúng giá trị 1 triệu hay không, hay là chúng ta bỏ ra 500 chúng ta nhận được giá trị của 500.000. Vậy thì ngày hôm nay Phụ Tùng Mitsubishi Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt bộ guốc phanh sau, bộ má phanh sau của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Passport, hàng xịn chính hãng và hàng thay thế, bởi vì cái này trên thị trường rất khó để anh em phân biệt. Vậy thì vâng, thưa các bạn đang nhìn trên tay của Phụ Tùng Mitsubishi Việt, đây là hai cái bộ guốc phanh sau, hàng xịn chính hãng này đấy, đóng trong bao bì vỏ hộp như này, hàng xịn chính hãng đấy, và xịn chính hãng Mitsubishi nhá, đấy xịn chính hãng này đấy, và cái thứ hai nữa là hàng xịn chính hãng đây, thì cái hộp này các bạn sẽ nhìn này, nó được đóng một cách rất cẩn thận trên cái túi bóng như thế này, hộp túi bóng như này, đấy hộp túi bóng, và nó có sẵn cái phần cá cài này, đây cài như này, đấy cái cài phanh phụ kiện đi theo cái bộ guốc phanh. Còn cái hàng thay thế này, hàng thay thế thì cái bộ guốc phanh này các bạn sẽ thấy rằng là đây guốc phanh, đây hàng thay thế, đấy, thì nó sẽ có một cái trên, các bạn sẽ để ý này, trên cái chữ này các bạn sẽ nhìn thấy cho mình cái này có túi bóng, mình không ngại không bóc ra nhé, bóc ra thì sợ là mất cái chất của cái hàng xịn này, thì mình sẽ chỉ cho các bạn đấy, đây các bạn nhìn này, trên đây các bạn nhìn có chữ không ạ, GV này, LK này, cái dưới chữ này đấy, chữ này đóng trong túi nó đóng rất cẩn thận nhé, đấy, và cái phần này thì không có, đấy cái này không có, và cái này nó không đóng ở bên ngoài, nó rất là như thế này đấy, nó không có độ dày, độ sắc nét và độ hai cái này đặt cạnh nhau này, đấy, cái màu nó sẽ khác này. Đấy, màu nó sẽ hơi khác hơn một chút, đó do chất lượng nhé, tiền nào của đấy hết anh ạ, các bạn mua bỏ ra hơn 1 triệu các bạn nhận được đúng giá trị của hơn 1 triệu, và bỏ ra hàng rẻ thì các bạn nhận được giá trị, bỏ ra số tiền ít thì chúng ta nhận được đúng giá trị của số tiền ít. Đấy là cách các bạn phân biệt được bộ guốc phanh sau và bộ má phanh sau, guốc phanh sau của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Passport. Thì một bộ này nó gồm cho một xe, hai cái này là một bánh. Người cái này thì có anh em gọi là bà guốc, có anh em bố thắng, trong Sài Gòn này gọi bố thắng, còn hàng bố thắng guốc phanh sau hoặc là bố thắng sau hoặc là má phanh sau thì mỗi người một tên gọi, nó chạy guốc, tên của anh em gọi là guốc. Cái này đây là hàng này, hàng thay thế các bạn nhé, đấy hàng thay thế đấy, nó cũng khá là đẹp đấy, hàng chất lượng dùng cũng khá là ok, nhưng mà hàng xịn chính hãng đây, đây là hàng xịn chính hãng, nói chung là tùy theo tiền nào của đấy mình sẽ cung cấp đúng chủng loại chất lượng hàng. Hàng xịn chính hãng thì cam kết hàng chuẩn xịn chính hãng, và hàng rẻ là cái hàng rẻ, anh em muốn hàng nào thì Phụ Tùng Mitsubishi Việt cung cấp cái loại đấy cho anh em. Đấy là cách các bạn phân biệt đấy, anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video, mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí, và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng của tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.